Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank đã chính thức điều chỉnh phí dịch vụ thông báo biến động số dư SMS Banking từ ngày 1 tháng 6. Mức phí mới chưa bao gồm VAT là 13.200 đồng một tháng trên một số điện thoại và không giới hạn số lượng tin nhắn, so với mức phí cũ tăng thêm 3.200 đồng. Ngân hàng Bắc Á Banh cũng thông báo thu phí SMS Banking từ 0 đến 15 tin nhắn trên một tháng, mức phí là 10.000 đồng một tháng. Đối với tài khoản phát sinh từ 16 đến 30 tin nhắn một tháng, mức phí là 20.000 đồng một tháng. Từ 31 đến 60 tin nhắn trên tháng, mức phí là 40.000 đồng một tháng. Từ 61 tin nhắn một tháng trở lên, mức phí lên đến 60.000 đồng một tháng. Trước đó, một loạt ngân hàng đã tăng phí dịch vụ này như Vietcombank, ACB, Vietinbank và Sacombank. Trong đó, Sacombank áp dụng chính sách với khách hàng có phát sinh dưới 30 tin nhắn SMS, áp dụng mức phí là 15.000 đồng một tháng một số điện thoại. Nếu vượt số tin nhắn đó sẽ thu mỗi tin nhắn với số tiền 500 đồng và mức phí thu tối đa là 500.000 đồng một tháng một số điện thoại, chưa bao gồm VAT.